Kênh Cao Huỳnh Vlog kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3. Mong cho tất cả chị em phụ nữ luôn được trân trọng, hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực của cuộc sống nha. Mừng ngày 8 tháng 3 thì tại nơi mình làm, quý lãnh đạo cũng quan tâm tổ chức họp mặt cho chị em phụ nữ nè cả nhà. Thì bây giờ mời cả nhà cùng theo chân của Quỳnh để xem coi cái không khí nó như thế nào hen. Thank you.
Nội dung clip của ngày hôm nay đến đây là hết rồi cả nhà. Xin cảm ơn quý cô chú, anh chị và các bạn đã theo dõi và luôn đồng hành với những clip của em nha. Mọi người yêu thích cho em xin một like và đăng ký kênh để em có nhiều động lực hơn quay những clip hay cho mọi người xem ha.